They buy food, do they? Con nhân. Hả? À? Con nhân gì? Con gì? Đây đây con gì này? Con nhân. Con nhân á? Con nhân là con gì? Ok hello chào các bạn nhá. Ok hello chào các bạn. Ok hello chào các bạn, mình tên là Matilo. Ok hello chào các bạn. Ok chào các bạn đến với channel Quang Linh Vlog của trường Châu Phi. Bây giờ hôm nay là lên Quang Linh Farm. Thấy anh Thế bảo là vịt à? Ngan hôm nay ngan á? Ngan. À ngan à? Ừ. Vịt thì không ấy được nhỉ? Vịt thì đang có từng nơi anh mới bỏ cho ngan ấp đó. Vâng. Chắc phải thời gian nữa. Đấy thì ngan từ ấp để được 20 con à? Khoảng tầm độ 20, anh chết đếm sáng thầy. Tầm 20 con, 20 con ngan. Về ngan với vịt, ở đây anh em cũng đã thử chế ra máy rồi ấp các kiểu. Thất bại cũng 3-4 lần rồi. Cũng mất đâu đó khoảng 200 quả trứng rồi. Không ăn thua. Bây giờ lại cho từ ấp thì may ra được. Đi đường nào anh? Đường này. Đây đây. Đường này cho khô rào đấy. Về ngan thì nó tự ấp được, nhưng vịt thì lại không tự ấp được. Mà anh em cũng đưa trứng về nhà ấp các kiểu. Rồi cũng không không được. Đưa trứng về nhà là ấp được mấy con này đây này. À, đây. Ấp được mấy con thôi à? Đây, đưa trứng về nhà là ấp được gà sáo với là được mấy con ngan này. À đây á. Ở đây đây. Đây đây. Đây là đây này cũng có thành quả của máy ấp trứng. Thành quả của máy ấp trứng tự chế. Đây này. Là được từng đi cháu đấy. Rồi. Đấy. Đây. Con máy có tuổi không? Đấy. À. Đây. Đây, thành quả máy ấp trứng là được một bầy gà sao đấy. À bầy gà sao. Gà sao với là ba con ngan. Ba con ngan. Đấy. Con kia là con to kia là bữa bắt được. Con mấy con nhỏ là máy ấp. Được thì hiện tại là được 17 con gà, cả con to này là 18 con gà sao. Gà sao này gọi là gà rừng đấy nhỉ? Ừ, gà rừng đấy. Gà rừng ấy, chân đỏ ấy. Ừ, dạ. Không phải gà chân đỏ nhỏ. Ồ. Gà sao này to. Gà sao này con chắc phải 3 kg. Ui. Ừ. Đấy. Đấy, đàn gà sao với là hai con ngan. Ba con. Ba con ngan là của máy ấp trứng. Của máy ấp trứng ấp ở nhà. Ấp nhiều lắm đấy các bạn ạ. Mới ra được. ba con đấy. Đây, còn bên làm này. Về làm chăn nuôi cũng khó ở nhà. Chăn nuôi cũng khó. Để dê thì đơn giản. Dê cái bổ môn gà với ngan với là vịt là thấy khoai đấy. Dê anh thấy bên này nó vẫn bị bệnh nhiều đấy. Bệnh nhiều á? Bệnh liên tục đấy. Nhưng mà nó sinh sản này tốt. Ừ, sinh sản dòng được. Dòng kêu dê sinh sản này tốt. Ariano, phê xa nhé. Này trời mưa cho nên anh cho vào. Này, bên ngay cho ra ăn ngoài này. Trời mưa liên tục. Ui. Mưa lúc mới muộn chứ. Này chuối này đẹp nhỉ? Cái nhỏ như này mà này chuối ra đẹp nhỉ? Cái này là trong đợt anh mới sáng đây. Sáng trong đây. Trông cái này mà ra là chuối đẹp thật đấy. Đây này, giờ cái cối lên xanh tươi đấy đây. Hè có bông mát rồi. Để vào đây. Xem nha mọi người. Ê, còn đây thì ngan thì với vịt thì dễ nuôi. Nhưng mà lại được cái sinh sản này khó.
ngan cái gì đây. Nó cũng có nguyên lý của nó. Khó phết đấy. Đây đấy, chuồng ngan thì rộng thinh thang. Đây đây, ui cái này tối nhỉ. Bên kia trời, để anh bật lên nhé. Đây xem. À mà thì lôi bút ca ung ca sa này. Ui, đây, đây này mới để mới để rất đây này. Đây mới để. Bây giờ để vào nó từ ấp luôn nhỉ? Để đấy đây em để. Ở đây con này đang ngồi ấp, nằm ấp đây hả? Ừ, con kia nằm ấp, bên kia đang ấp. Ôi. Đây. Đây. Đây, bên kia đang cỏ con ấp. Đây. Ủa, cả đàn luôn kìa. Ừ. Đây, đưa, đưa, đưa. Đưa, đưa. Có ra không? Ủa, đang còn quả nữa kìa. Ừ. Thao đang nhiều, ở dưới đang nhiều. À, chưa, chưa. Đấy. Đấy là cái vợ, đấy. Con còn mấy trứng. Ui, ung rồi. Đây, con này bị nữa đây. Nó phải ra con, đấy là những con được đấy. Ờ, vâng. Ừ. Đây để anh bắt qua, tách qua bên trung kia. Tách luôn à? Ừ. Ờ, tách luôn. Tách qua cho mẹ qua luôn. Ờ, đúng nhỉ. Ừ. Tách lấy kia. Cái rổ. Rồi, anh cũng lấy đi kiếm cái rổ. Đây, đây các bạn này. Ừ. Xa. Bắt lên được nghe. Đây. Có bắt lên được nghe. Bắt được. Để anh bắt con mè kìa nè. Đây. Rồi. Bắt con mè không tính là bắt. Ui. Nhanh lắm. Đây này, thử ấp nha mọi người. Ủa, tía. Đây, tử ấp. Đẹp, đẹp nha. Màu đẹp lắm. Em phim luôn. Đẹp luôn. Để anh chuẩn bị cái chuông của bên đấy. Là vô giờ tay ra bên kia. Tay qua bên kia. Adriano, bút ca sa mà thế. Ờ, bút theo mà ca sa. Để đi kiếm cái rổ. Ở đây nhiều phết đấy, mười mấy con đấy. Mười mấy con đấy. Ôi, coi con. Đêm đấy. Con này màu khác như này. Ừ. Màu đen này. Nó liền ra, nó cứ màu này ra vậy mà. À. Ừ. Nó như mau. Đen đấy. Đây, cái quả này bị ung rồi. Không phải ung. Không ra được à? Nó bị ngạt. Bị ngạt á? Ừ. Nó bị ngạt. Thế này anh em ở nhà ấp là cũng chưa ra được như này đâu. Ừ. Nó chỉ ra cái cái đen đen thôi. Mê tê tu đu. Như kiểu ăn trứng thúi ở Việt Nam ấy mọi người. Đây. Bắt từng con một đây. Ui. 2 à 4 này. 5, 6 này, 8 này, 10 này, ui con này này, đẹp này, 12 này, 14, 14 con, 15 con, 15 con à, đây, tí nữa quay lại, xem, coi con nào đang ấp tiếp. Ui, nhiều lắm, trứng hay là gì? Để mà số lượng trứng là khá là nhiều các bạn ạ. Nhưng mà anh em mình ban đầu là đưa về nhà ấp, ấp không thành. Ấp không thành nên là sau nó bị nó bị ung. Đi bà gái nhé. Đây. Đây là cái mày ngô. Mày ngô là cái mày ngô là. Mày ngô bị ung, ngô nhỏ anh tay cao này bỏ. Hay nhỉ. Đấy. Cho cả mẹ cả con đi đấy anh tự nuôi nhỉ. Cái này dòng này là ngan này là từ ấp từ nuôi nó đỡ. Để tí nữa anh bỏ nước về thức ăn này là ok đấy đấy. Chuông này bữa mình làm kỉnh để mà ướm đấy. Vâng. Cái này là để chắc ấy đúng không? Để chắc để mình ướm qua ướm nhỏ đấy. Ươm giống. Ừ, ươm giống mình tâm đồ bốn năm làng bắt đầu này cho ra hết. Ừ. Bữa này tính mất em làm cái tôm sả nó. Ừ, tháo lên tâm mình tối quá. Tôm sả mất đây. Lửa đến đây lửa đầu tiên đấy. Thật lửa đầu tiên đấy. Bao nhiêu quả trứng ở đây nhỉ? Nhiều lắm ấy. Ừ, đợt vừa bởi vì mình thiếu trọng đấy. Đầu tiên về mình thiếu trọng. Nhiều trứng ấy. Đây này nó ấp tầm đồ 20 quả, 20 quả mà để 15 phải mấy trăm con ngan như này mà ngày nó lấy trứng nhiều chứ. Ừ. Để trứng ngan thì hầu như họ không bán, trứng ngan toàn để ấp thôi. Để ấp đây. Ừ. Trứng vịt họ không bán, trứng vịt trứng gà. Nên này nó tổ ấm đấy. Đi 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 qua bên kia. Đấy. Mà thành quả đầu tiên sau bao nhiêu lần thất bại ở nhà
Chờ đi lặn được bao nhiêu trứng nữa này? Để nhiều. Đây, con này cũng đang ấp. Con này cũng đang ấp này. Sau con kia khoảng đùa 5 ngày. Sau con kia 5 ngày. Con này lại nữa đấy. Thêm mấy cái trứng vịt này. Đây là có mấy trứng vịt đẻ này. Này. Cái này là trứng vịt này. Trứng vịt á? Trứng vịt sao nhỏ thế nhỉ? Trứng vịt đây này. Mấy cái này là trứng vịt là anh mới bỏ thêm này. Nó sao mà nó tự ấp được? À, để cho ngan ấp. Ngan ấp vịt á? Tổ này là tổ ngan. Tổ này tổ ngan. Được không? Được. Anh bỏ thêm vịt này. Đây này. 2, 4, 6, 8 cái này là trứng vịt này. Đây này. 8 cái này là trứng ngan này. Bỏ thêm vịt này. Đây có quả nữa này. À đây này, con này đang đê ấp này. 2, 4, 6 ít, con này ấp ít. Số lượng tầm đầu cứ tầm 15, 15 quả là đẹp. À, bỏ nhiều quá không được đúng không? Nhiều nó quá không được. Thế này, chỗ này cũng đang ấp này. À đây này, con này nó cũng đang ấp này. Hai, bốn, sáu, tám, mười quả. Hay nhỉ, cái này như này mà nó ấp mà thành công nhiều như này là cũng ok phết đấy. Để cho nó ổn định, mình ổn định thức ăn này đâu là. Vâng. Ui, trứng ra đâu cái này đấy đi. Trứng đấy này. Để anh lột kia tủ cái này. À, vẫn lót rơm à? Để hôm nay thì lột cái cỏ á. Cái cỏ xung quanh đây cho nó ấp đúng không? Đấy, hôm nay cũng mới đẻ đấy. Ui, nhiều như này à? Đến nay mới đẻ. À, mới rớt đây này. Đến nay mới đẻ, 15. Thì ngày đi lặt thì cũng nhiều phết đấy nhỉ? Bắt đầu. Ngày đi lặt thì vẫn nhiều phết đấy. Không thấy đầu kia có cỏ, có quả nào không? Quả nào mới không? Đến nay, giờ mình làm chuồng này không dám rộng. Quẩy nhiều ngan mới vịt phết đấy. Chuồng này mà nó kín ngả cả ngan cả vịt luôn thì ơi, có này ấp gì đây? Chuẩn bị đẻ. À, chuẩn bị đẻ á? À, mùi đang đực. À, đực cái chứ? Đực. Đây, về vịt đây này. Vịt này được xin chỉ Lan Anh các bạn này. Hay nhỉ, vịt nó đi theo đàn của vịt nhỉ? Ừ. Hả? Ngan nó đi theo đàn của ngan. Nó cứ ra ngoài ăn chung con thì khi vô trong đây nó lại cứ đi quay lại chúng mày đó. Ừ. Đấy, thời gian cũng dài cũng chưa đấy nè. Vịt này chưa có mà mẻ nào cả các bạn. Khó lắm. Bây giờ con nào cũng già rồi. Bữa lấy 50 con về. Để đánh cho sáng nhỉ? Đấy, để đánh cho sáng. Để đánh 50 con về. Là vịt hay ngán hết? Vịt à, em lấy 50 mấy con vịt. Để sáng là vịt nhỏ hay. Ánh sáng con có mấy con á? Đấy. Thật, về Nga ăn đang có hy vọng, nhưng còn vịt thì không ăn thua các bạn ạ. Vịt thì khả năng không ăn thua. Ở cái chuồng này là kia là cũng là đỉnh nuôi gà ấy, nhưng mà sau gà dịch bệnh nhiều. Không phải mùa này là cũng mua được đấy. Mùa này anh lại giống như của gà của dân bản thật ít nữa này. Thì đó. Mùa này chắc là nuôi được rồi. Cái mùa bắt đầu chuyển sang mùa mưa ấy. Là bắt đầu là bệnh nhiều. Nó dịch nó chết theo đoàn luôn. Không phải ngăn té. Để nuôi thêm gà thử. Đây chỗ này anh ăn đấy. Ngăn nuôi thêm nuôi gà để mai mốt để lúc nào cho nó hết mưa ấy đã. Rồi mùa khô nuôi gà. Anh em ta lấy thêm nguyên tiệc hết. Vâng. Đấy, mấy chỗ này là anh ngăn cười thịt đấy mấy. Việc quấy ngoài này. Ok. Đây là có này quay cho mọi người xem về ngăn. Đấy, ok đấy. Dạ, ok rồi. Cứ đi theo mẹ như thế. Thì mà ổ này mua lành mình ủng mà ok đấy. Mình kín gió được cái là đỡ nhiều.
Nhiều. Được khoảng độ chục hai chục ổ như gì đây hả? Thật. Nhiều. Tha hồ luôn. Thế là cứ nuôi từ từ thôi, nuôi từ từ. Dần dần xem như thế nào đó chứ bây giờ cũng chưa biết như nào. Con nhãn nó cái sức đề kháng cao. Vâng, sức đề kháng cao mà được cái sinh sản là cũng hạn chế với kém. Đấy, làm nông nghiệp hay là chăn nuôi nó cũng vất vả như nhau các bạn ạ. Chứ không có gì là dễ dàng đâu. Đấy, sáng anh em cùng đem ngô ra phơi. À đây này, ra đây này. Hả? Nhiều á? Nhiều vô mà nhiều. Từng này ít. Nhà to như này mà được từng này thì ít chứ sao? Ôi, con nào cũng to nhỉ? Nay con nào to thật. Để lúc nào có thì cứ mua, cứ nuôi thôi. Đấy. Mình mua dần, chứ bán thì mình chưa bán đâu. Đấy, cứ nuôi sinh sản nữa. Thì là mong ổn định sinh sản ra được nhiều. Đấy. Hai cái bữa nữa. Con này là con gì? Hai chú. Con này con gì, tên gì? Con nhân. Hả? Con nhân gì? Con gì? Đây con gì này? Con nhân. Con nhân á? Con nhân là con gì? Cái Angola có không? À, cái con này không có. Angola có? Không có. Hiếm có nhưng mà ít. À, em chưa thay. Ừ, có nhưng mà ít. Đá thế hả? Trên luôn đa thì vẫn ít. Tìm không mua khó lắm. Hai con là 63.000. Wow, đẹp lắm. Đẹp rồi, đẹp bằng cái gì? Hai con là 63.000. Wow. Tại vì nó không đẻ được. Nó không ấp. Nó đẻ quả trứng thôi. Wow. Chứ nó không cho ra con được. Ý giời. Nên là đắt. Ý giời. Mình phải ấp mày thôi. Chứ cái này mà đẻ ra đẻ ra nhiều con thì nhiều tiền lắm. Đúng thật. Nhưng mà lại không ấp được. Ý giời. Khó. Cái máy với các kiểu nói chung cũng khó ăn đấy, đùa đâu. Giá cao là vì thế đấy, hiếm. Cái như máy móc nên toàn là nếu mà trứng vịt lộn thôi, người ta ấp trứng để lấy bán trứng vịt lộn thôi. Chứ ít ai mà nuôi cho to lắm. Bởi vì giống như kiểu ở Việt Nam ấy, bán cả trứng vịt lộn cũng phải 4-5 nghìn. Đây. Ở Việt Nam mình dễ, bên này khó lắm, làm cái gì khó, thiếu thốn đủ thứ. Ở Việt Nam bây giờ nông dân ở Việt Nam bây giờ cũng khỏe rồi, nhiều cái thuốc rồi là bệnh với gì, máy móc hiện đại thì vấn đề điện thôi nha. Đây nhà anh em mình mất suốt đi. Đây thì thử là mất điện đấy cậu không. Ok, thì nay lên đây quay cho mọi người xem là cái mẻ đầu tiên ngan của anh em Thế với là mình với anh Quý với anh Hậu đấy. Cũng đã có một mẻ rồi, tầm mười mấy con đấy, 15 con đấy. Gọi là cũng là một thành công rồi, đấy, thành công bước đầu rồi. Thì ngan với là vịt thì anh em mình cứ mua rồi bỏ vào trong trang trại thôi. Chứ cũng chưa có dự định là sẽ bán. Đấy, cứ nuôi cho nhiều ấy. Sau bán lần là nuôi mẻ mới. Nhưng mà được cái là giống bên này nó hiếm. Chứ ở Việt Nam bây giờ ai lô cái nó cấp cả đống. Thế ở Việt Nam đây nuôi đến giản á. Bây giờ là muốn giống như nào ấy, điển cái thì cả mấy nghìn con có. Anh ở nhà ướm giống với bạn là cứ gọi là ngay sau. Đấy. Sau họ gửi đến. Chứ bên này thì phải tự mò tự tìm. Chúng tôi tự tìm là mua từng con một, ngày mua vài con. Chứ không cấp được giống như Việt Nam đâu. Việt Nam bây giờ tất cả các loại giống con gì cũng thế. Điển phát là bao nhiêu, số lượng bao nhiêu có hết. Việt Nam hầu như có tất tật thì đấy. Cái gì dễ làm. Điển thôi.
đất nước phát triển là thế, đất nước Angola thì nó chưa phát triển về mấy cái ngành nghề này. Ở trên Luanda thì cũng chưa. Nên là cũng khó. Ok, mọi người thấy video này hay thì đăng ký kênh và like video này để ủng hộ anh em nha. Chào các bạn nha. Bây giờ anh em mình sẽ đi về nhà Tuấn để xem công trình của em Tuấn như thế nào nữa nha. Ăn ngon lắm. Ăn ngon đấy. Hả? Ăn chưa? Ăn ngan chưa? Ăn rồi. Ngan bây giờ mấy nghìn con như này? Con to như này mấy nghìn đấy? 8.000. 8.000 á? 8.000 là ở đây. 8.000 là ở đây, ở Luanda đây. Con này Luanda cho Việt. Luanda đắt lắm, mười mấy nghìn con. Wow. Con này ở đấy là 10.000 đây này. Đó. Rồi, rất là đắt. Anh mua rồi. Giờ không có rẻ nữa đâu. Đắt lắm. Con này 10.000 này.